nhằm tháo gỡ khó khăn liên quan đến đấu thầu tại các bệnh viện. Hiện Bộ Y tế vẫn đang tiếp tục khẩn trương đôn đốc hướng dẫn các đơn vị địa phương tăng cường năng lực cũng như hiệu quả của công tác mua sắm đấu thầu, đẩy mạnh cấp phép giá thuốc, trang thiết bị y tế, nhất là đối với các thuốc hiếm. Cùng với đó, cơ quan chức năng cũng đẩy nhanh tiến độ các gói thầu đối với các thuốc thuộc danh mục đấu thầu chung cấp quốc gia như danh mục thuốc đàm phán giá. Bộ Y tế chủ trì phối hợp với các bộ ngành tiếp tục rà soát hoàn thiện thể chế công tác quản lý trang thiết bị y tế và báo cáo Chính phủ để trình Quốc hội sửa luật dược. Bộ cũng đồng thời nghiên cứu để đề xuất Chính phủ ban hành cơ chế đặc thù về dự trữ đối với một số loại thuốc hiếm, thuốc cần thiết điều trị các bệnh mẫn cảm để kịp thời phục vụ công tác mua sắm điều trị tại các cơ sở y tế, có chính sách khuyến khích doanh nghiệp dược trong nước sản xuất thuốc hiếm để chủ động nguồn cung trong nước.